Có bao giờ bạn cảm thấy những khớp xương của mình bị rung động trước một cơn bão? Bạn đã từng bị đau nửa đầu đột ngột trong một khoảng thời gian trước mùa đông? Và có khi nào mùi hương nước hoa Cologne, một loại nước hoa nổi tiếng ở Đức, lại đưa bạn trở về miền ký ức xa xôi nào đó? Cơ thể chúng ta có thể làm một số điều kỳ lạ và dường như không thể lý giải. Hãy cùng chúng tôi khám phá những khả năng bí ẩn của cơ thể con người, đặc biệt là một số khả năng mà chính bạn cũng không hề biết mình đã sở hữu nó. 1. Những cơn đau nhức xương khớp có thể dự báo thời tiết. Các nhà khoa học cho biết, câu chuyện về những khớp xương kêu cọt kẹt trước khi trận mưa rào ập đến không chỉ là câu chuyện truyền miệng của người xưa. Họ lý giải, khi một cơn bão sắp đến, áp lực không khí giảm xuống, các sợi dây thần kinh cảm giác của những khớp chính làm tăng áp suất chất lỏng ở khớp. Kết quả là tăng cảm giác đau. Cảm giác đau nhức thường xuyên có vẻ rất khó chịu, song chí ít thì những người gặp cơn đau khớp huyền bí này biết khi nào nên mang theo ổ ra đường. 2. Đôi mắt có thể cảnh báo khi cơ thể bạn quá lạnh. Mọi người đều run lên khịt lạnh, nhưng làm sao chúng ta có thể biết nhiệt độ đang hạ dần đến mức nguy hiểm? Theo các chuyên gia, đôi mắt là cửa sổ phát tín hiệu khi nhiệt độ ngoài trời giảm xuống quá thấp. Khi thân nhiệt hạ xuống nghiêm trọng, các mạch máu trong mắt co lại để chuyển hóa thành năng lượng. Đây cũng có thể là nguyên nhân lý giải cho sự mù tạm thời mà người mẫu Kate Upton gặp phải khi chụp ảnh cho sản phẩm đồ tắm ở Nam Cực. Nhiệt độ khi cô ở đó hạ xuống gần âm 129 độ C. 3. Nhịp tim của bạn có thể nói trước về tương lai. Các nhà nghiên cứu đã cho những người tình nguyện xem một loạt hình ảnh theo trật tự không đoán được và theo dõi phản ứng của họ. Một số tấm hình mang tính trung lập, số khác thường cho cảm giác hào hứng. Khi theo dõi, các nhà khoa học phát hiện ra nhịp tim của các tham dự viên tăng khoảng 10 giây trước khi tấm hình gây hứng thú được trình chiếu, chứng tỏ rằng tim có thể cảm nhận được có thứ gì đó hồi hộp hoặc đáng lo ngại sắp xảy ra. Vì vậy, lời khuyên cho bạn là hãy lắng nghe điều trái tim mình mách bảo. 4. Con người mắt tiết lộ tình trạng bạn đang yêu. Nếu như bạn muốn giấu kín tình cảm đối với ai đó, hãy đứng nơi bóng đèn lờ mờ tối khi anh ấy ở gần. Khi bị hấp dẫn bởi ai đó, con người mắt có xu hướng giãn ra. Đôi khi, bạn phải cảm ơn hệ thống thần kinh giao cảm, nơi điều khiển sự co giãn đồng tử vì đã nói hộ lòng bạn. Cơ chế trên không chỉ xảy ra khi bạn bị cuốn hút bởi một người nào đó. Nghiên cứu còn ghi nhận, con người mắt bạn cũng mở rộng hơn khi nhìn thấy bất cứ thứ gì mãn nhãn, từ một sa mạc lôi cuốn đến cảnh bình minh rạng rỡ. 5. Khứu giác có thể đưa bạn quay ngược về quá khứ. Đã bao giờ một mùi hương thơm ngát lập tức đưa bạn trở về miền ký ức đã xa? Vỏ não khứu giác có chức năng điều khiển khứu giác của người nằm trong hệ thống viền, nơi sinh ra cảm xúc và khóa chặt kho lưu trữ cảm xúc. Những mùi hương, ký ức và cảm xúc in sâu đến nỗi hương nước hoa của người đã khuất thoảng qua có thể khiến bạn rơi nước mắt. 6. Mắt bạn có thể dự báo mùa xuân đang tới. Tùy thời tiết ngoài trời có thể đang rất lạnh, triệu chứng dị ứng ở mắt có thể dự đoán cho những ngày ấm áp đang sắp tới. Số lượng phấn hoa và mầm non tăng lên trước khi thời tiết chuyển biến và mắt của bạn nhận ra chúng đầu tiên, đôi mắt sẽ bị ngứa và chảy nước. 7. Bộ máy tiêu hóa có thể mang đến cho bạn một sức mạnh tuyệt vời. Một người mẹ có thể nâng bổng một chiếc xe hơi nếu đứa con của cô ấy đang mắc kẹt bên dưới. Khi não bộ của bạn nhận được báo động nguy hiểm từ hệ thống thần kinh cảm giác, hormone adrenaline tiết ra làm tăng nhịp tim, nhịp thở, giãn đồng tử và quan trọng nhất là bộ máy tiêu hóa ngừng hoạt động để dồn cho các cơ bắp một sức mạnh phi thường. Thông thường, bộ máy tiêu hóa của bạn không thể cho những bộ phận khác của cơ thể vay năng lượng của nó vĩnh viễn. Tuy nhiên, trong lúc bức thiết, khả năng ngừng đốt cháy năng lượng của nó được huy động tối đa để giúp bạn vượt qua nguy hiểm. Điều này lý giải tại sao một người rơi vào trạng thái nguy hiểm, họ có thể thực hiện những hành động mà họ chưa bao giờ và sẽ không bao giờ làm được lần thứ hai như thế. 8. Chứng đau nửa đầu phản ánh sự thay đổi nhiệt độ khắc nghiệt. Nhiều người mắc chứng đau nửa đầu có vẻ đặc biệt nhạy cảm với sự chuyển biến của thời tiết, như nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh. Nguyên nhân là thời tiết thay đổi có thể làm mất cân bằng các hóa chất trong não, bao gồm serotonin và gây ra chứng đau nửa đầu.
Một thuyết tiến hóa giải thích tình trạng này như sau. Đau đầu sẽ khiến ta tìm chỗ an toàn khi thời tiết bất lợi mang đến. Qua nghiên cứu này, các bác sĩ khuyên mọi người nên ở trong nhà khi trời quá lạnh hoặc quá nhiều gió để tránh chứng đau nửa đầu. Trên đây là 8 khả năng đặc biệt của cơ thể con người. Cơ thể bạn có những khả năng nào trong số đó chưa? Hãy cho mọi người cùng biết ở phần comment bên dưới nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay, đừng ngần ngại nhấn like, đăng ký kênh ủng hộ bọn mình và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong các video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại!